Xin chào mừng quý thầy cô và các bạn cùng quay trở lại với các video dẫn về slide PowerPoint. Trong nội dung video này, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để thiết kế mô phỏng một cái website. Và dựa trên cái website này, chúng ta có thể xây dựng một cái bài slide giới thiệu về sản phẩm và cũng như là những dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp để có một cái slide tương tác và thu hút hơn đối với khán giả và học sinh của mình. Và đây sẽ là các sản phẩm sau video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành được nhé. Và chúng ta sẽ từng bước để tạo ra được một cái ấn phẩm như này. Và khi mà chúng ta nhấp vào những cái hình ảnh ở trên này thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái phần tương tác với phần nội dung mà chúng ta mong muốn trình bày sau đó. Và qua những cái kỹ thuật ở trong video này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra được những ấn phẩm như này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thực hành nhé. Vừa đầu tiên chúng ta sẽ cần phải mở thanh thước và thiết lập các yếu tố về mặt đường căn. Chúng ta sẽ click chọn vào mục View, nhấn vào mục Ruler để chúng ta mở thanh thước và Guide để chúng ta bật đường căn. Tiếp tục là chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột vào mục đường căn, giữ phím Ctrl và chúng ta sẽ kéo để nhân đôi đường căn lên bên trên. Và tương tự như vậy chúng ta sẽ kéo ra hai hệ thống đường căn ngang. Và chúng ta sẽ kéo đường căn dọc. Việc thiết lập cái yếu tố đường căn sẽ giúp cho chúng ta định hình tốt hơn cho cái ấn phẩm thiết kế của mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau cần phải có những cái bức ảnh để sử dụng cho cái ấn phẩm này. Thì chủ đề của chúng ta sẽ làm về food, là đồ ăn. Thì chúng ta sẽ vào website là Pixel và chúng ta sẽ tìm ra từ khóa là food. Và đây là một website cung cấp những hình ảnh chất lượng cao và hoàn toàn miễn phí nhé. Chúng ta sẽ click chọn vào đây. Và để phục vụ cho ấn phẩm này, chúng ta sẽ tải xuống từ 3 đến 4 bức ảnh để phục vụ cho ấn phẩm này. Chúng ta sẽ chọn một kích thước vừa đủ để chúng ta có thể sử dụng cho ấn phẩm. Sau khi tải xong thì chúng ta sẽ chèn những cái bức ảnh này vào trong phần slide bằng cách là chúng ta vào thẻ Insert Picture, chọn This Device và chúng ta sẽ giữ phím Ctrl để chúng ta chọn 4 cái bức ảnh mà chúng ta vừa mới tải về và chúng ta nhấn vào mục là Insert. Sau khi mà tải về thì chúng ta sẽ giữ phím Shift và kéo lại kích thước hình ảnh và chúng ta sẽ xử lý các bức ảnh như sau. Chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh này, chọn Picture Format, chọn Crop. Chúng ta sẽ chọn vào mục là Rectangle và chúng ta sẽ chọn một hình có điểm góc bo tròn để chúng ta bo tròn lại cái phần đường khung cho hình ảnh. Và tiếp tục là chúng ta sẽ ấn vào mục Crop ở đây và có những cái điểm nút màu đen, chúng ta sẽ kéo thu gọn hình ảnh này lại và chúng ta nhấn ra bên ngoài. Tương tự như vậy thì chúng ta cũng sẽ làm cho các bức ảnh tiếp theo. Chọn Crop, chọn tỷ lệ khung hình là có điểm nút góc bo tròn như này và chúng ta cũng đặt về phía bên tay trái Crop để chúng ta thu lại cái góc nhìn của cái khung hình này. Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ làm Crop. Và bức ảnh cuối cùng chúng ta cũng sẽ chuyển về khung hình góc bo tròn. Chúng ta sẽ căn chỉnh lại cho các vật thể này. Sau khi xong thì chúng ta sẽ tiến hành là sắp đặt các vật thể vào các vị trí có ở trên màn hình. Chúng ta sẽ quét chọn và nhấn tổ hợp phím là Ctrl G và chúng ta sẽ giữ phím Shift và thu nhỏ lại các hình ảnh này nhé. Và chúng ta nhấn tổ hợp phím là Ctrl Shift G để chúng ta bỏ gộp nhóm đi. Và chúng ta sẽ giữ phím Ctrl này, chúng ta sẽ nhân đôi hình ảnh này và giữ phím Shift để chúng ta kéo về phía bên tay phải
để chúng ta nhân đôi các hình ảnh này. Đó. Ctrl Shift G để chúng ta bỏ cái phần gộp nhóm của các vật thể này đi. Tiếp tục là chúng ta sẽ chọn cả hai vật thể này và nhân đôi xuống dưới này. Tương tự như vậy chúng ta cũng sẽ giữ phím Shift và nhân đôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp phủ của ánh sáng màu trắng ở phía bên dưới của phần chân trang này. Chúng ta vào Insert Shape để chúng ta vẽ một hình chữ nhật. Chúng ta sẽ chuyển đối tượng này về dạng Gradient Fill. Chúng ta mở chuột phải chọn Format Shape. Trong mục Fill này các bạn chọn cho mình là Gradient Fill nhé. Và chúng ta sẽ để hai cái điểm nút. Mỗi điểm nút này chúng ta sẽ chuyển về màu trắng. Chúng ta sẽ loại bỏ phần đường viền cho đối tượng này và chuyển hai cái điểm nút này về màu trắng. Nếu mà có nhiều hơn các điểm nút này thì chúng ta chỉ việc nhấn vào mục là Remove Gradient Stop ở đây thôi, chúng ta sẽ bỏ được các điểm nút. Và chúng ta sẽ chọn cái điểm nút bên trái hoặc bên phải thì chúng ta sẽ kéo vào mục Transparency này để chúng ta giảm cái độ trong suốt của cái màu sắc của vật thể đi. Và chúng ta sẽ kéo cái điểm nút này dịch lên một chút. Đó, để cái lớp ánh sáng màu trắng sẽ phủ lên một phần, tạo ra một cái cảm giác có một cái lớp sương mù chúng ta có thể nhìn xuyên qua được. Tiếp tục là chúng ta sẽ insert tạo ra một cái đồ họa chân trang ở phía bên dưới này. Shape Outline để chúng ta ấn vào mục No Outline để chúng ta bỏ đường viền. Shape Fill chúng ta sẽ chọn mục Eyedropper và chúng ta sẽ chấm một cái màu sắc ở trên màn hình. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ có một cái logo. Ở đây thì chúng ta sẽ mô phỏng lại cái website là Pinterest. Thì chúng ta sẽ lấy cái logo Pinterest logo này. Chúng ta sẽ chọn một cái mẫu logo, chúng ta chuột phải chọn sao chép hình ảnh. Quay trở lại slide, chúng ta sẽ nhấn tổ phím là Ctrl V. Chúng ta sẽ dán cái logo này vào. Đó. Và chúng ta đặt cái mẫu logo này về phía bên tay trái. Tiếp tục là chúng ta sẽ tạo ra cái ô giả lập cho phần đăng nhập và phần đăng ký, đúng không nào? Chúng ta sẽ quét chọn một hình có điểm góc bo tròn và chúng ta sẽ đặt nó ở phía bên trên này. Chúng ta giữ phím Ctrl này và kéo chuột để chúng ta nhân đôi hai vật thể này. Chúng ta sẽ loại bỏ đường viền. Một vật thể chúng ta sẽ chọn Shape Fill, chọn Eyedropper để chúng ta chấm màu cho vật thể này. Còn một vật thể bên cạnh thì chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc nhạt hơn một chút. Sau khi xong thì chúng ta sẽ chèn thêm phần text trong mục Insert Text Box và chúng ta sẽ chèn phần nội dung. Chúng ta sẽ căn giữa này và chọn một cái phông chữ không chân để tạo một cái cảm giác hiện đại cho cái ấn phẩm này. Và thay đổi lại cái màu sắc cho phần text và chúng ta sẽ nhân đôi cái chữ này lên. Và thêm một cái phần text là món ăn mới ở đây. Chúng ta sẽ chuyển cái màu sắc cho cái chữ này. Chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc có sẵn ở trên ấn phẩm nhé. Tiếp tục là với phần text ở bên trên thì chúng ta sẽ thêm vào phần giả lập cho phần đăng nhập. Phần bên này chúng ta sẽ để là phần đăng ký, chúng ta để phần giả lập thôi. Đây thì chúng ta sẽ có phần giới thiệu này, doanh nghiệp này và phần blog, phần giả lập cho một cái website, đúng không nào? Và
Ở phía bên dưới này thì chúng ta cũng sẽ có một cái phần nội dung giả lập. Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra một cái giả lập, nó sẽ xoay góc cho đối tượng này. Và chúng ta nhân đôi bằng hình thức là Ctrl kéo đối tượng, và chúng ta sẽ lật ngược lại đối tượng này để chúng ta tạo một cái hình mũi tên giả lập. Chúng ta giữ phím Shift để chọn cả hai vật thể này, chọn Shape Format, chọn Merge Shape và chọn Union để chúng ta hợp nhất cả hai vật thể nhé. Và trong mục Shape Outline này chúng ta sẽ bỏ đường viền đi, và Shape Fill chúng ta sẽ chọn một cái màu sắc cho đối tượng này và chúng ta sẽ thu nhỏ lại. Đó. Và như vậy thì chúng ta đã thiết lập xong một cái phần giả lập cho một cái trang web có tên là Pinterest. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành cài đặt các hiệu ứng chuyển động cho các vật thể này. Thì chúng ta sẽ giữ phím Shift đúng không nào để chọn các vật thể này. Đó. Chúng ta sẽ chọn toàn bộ tất cả các vật thể ở đây và nhấn vào mục Animation, chúng ta sẽ chọn hiệu ứng là Fly In. Chúng ta sẽ mở bảng Animation Pane và chúng ta sẽ tăng thời lượng trong mục Duration này lên. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ chọn chuột phải vào phần hiệu ứng này, chọn Effect Option. Chúng ta sẽ chọn vào mục là Bao End. Đó. Chúng ta sẽ trượt phải chọn Start with Previous nhé, để tất cả các đối tượng này sẽ tự động chạy khi mà chúng ta mở slide. Và chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, chúng ta sẽ bỏ chọn hai cái vật thể đầu tiên này, chúng ta sẽ delay một chút cho các vật thể tiếp theo. Tiếp tục là chúng ta sẽ nhấn delay tiếp. Đó, chúng ta sẽ delay tiếp. Và chúng ta cùng xem lại các hiệu ứng sẽ chuyển động như nào nhé. Và phần thiết lập các hiệu ứng của chúng ta đã xong rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải tạo ra những cái trang đường link để chúng ta liên kết đến các trang slide tiếp theo. Thì chúng ta sẽ nhấn Enter trong mục slide thu nhỏ ở phía bên tay trái này. Chúng ta sẽ loại bỏ phần nhập text đi. Và các bạn sẽ chọn cho mình một cái bức hình bất kỳ ở trên này nhé. Ở đây thì chúng ta có 4 hình ảnh đúng không nào. Chúng ta nhấn Ctrl C này, nhấn Ctrl V thì chúng ta chọn cái bức ảnh này xuống bên dưới. Và lưu ý giúp mình là khi mình copy cái bức ảnh này xuống dưới, chúng ta phải xóa đi cái hiệu ứng animation mà chúng ta đã cài đặt nhé. Chúng ta chọn hiệu ứng này, nhấn delete này. Tiếp tục là chúng ta chọn lại hình ảnh, chọn picture format. Chúng ta sẽ chọn vào mục crop, chuyển hình ảnh này về một cái khung hình là có góc vuông. Đó. Tiếp tục là chúng ta chọn crop này. Chúng ta sẽ kéo lại cái khung hình này, mở rộng ra. Và chúng ta nhấn lại một lần nữa, chọn về mục aspect ratio, chuyển về tỷ lệ khung hình là 16.9 nhé. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt vào góc, giữ phím Shift để chúng ta kéo cái khung hình ảnh đi ra cho nó phủ tràn toàn bộ trang slide này. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ nhân đôi đúng không ạ? Thêm 4 cái khung hình trắng và chúng ta cũng sẽ copy các hình ảnh tiếp theo. Chúng ta cũng sẽ thao tác tương tự như vậy, picture format, chọn crop, chuyển về khung hình vuông. Chúng ta nhấn crop để mở rộng khung hình. Và chuyển tỷ lệ khung hình ngược về mục là 16.9. Và chúng ta sẽ để phủ tất cả hình ảnh này lên trên. Chúng ta chú ý là nhớ xóa cái hiệu ứng animation đi nhé. Đó. Hình ảnh số 2 chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Aspect crop này, mở rộng khung hình và chuyển về tỷ lệ khung hình aspect ratio 16.9 để nó vừa với cả cái khung hình thiết kế của cái khung trang chiếu slide. Rồi, chúng ta cũng sẽ làm tương tự như vậy. Crop để chúng ta kéo mở rộng khung hình ra và chuyển về tỷ lệ khung hình tiêu chuẩn nhé.
nó sẽ mở rộng ra. Và chú ý là chúng ta phải xóa đi cái hiệu ứng animation mà chúng ta đã cài đặt trước đấy cho những cái bức ảnh này. Đó. Rồi, tiếp tục là chúng ta sẽ cần phải cài đặt một cái link để nó trỏ về cái bức ảnh này, đúng không nào? Thì chúng ta sẽ nhấn vào cái bức ảnh này, chúng ta chuột phải, chọn vào mục là link. Và chúng ta chọn, ví dụ như bức ảnh này thì chúng ta sẽ link sang cái slide số 2. Đó, chúng ta nhấn OK. Đó. Và chúng ta cần phải đổi lại tên cho cái bức ảnh này. Đó, thì lưu ý giúp mình là tí nữa mình sẽ cài đặt cái hiệu ứng là morph, chuyển động, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải đổi lại tên cho những cái vật thể này. Thì với bức hình này, chúng ta sẽ mở mục home này, chọn mục selecting paint này. Chúng ta đổi ở đây, chúng ta nhớ là thêm hai dấu thăng nhé, đổi là ảnh 1. Và tương tự như vậy thì chúng ta chuyển sang cái bức ảnh ở trang slide số 2 này, chúng ta cũng đổi tên trong mục selection paint là ảnh 1, đúng không nào? Đó. Thì khi mà chúng ta cài đặt các hiệu ứng morph thì các đối tượng này sẽ được chuyển động. Bây giờ mình lấy ví dụ như này. Sau khi mà mình cài, mình nhấn là shift chọn toàn bộ các hiệu ứng này, chọn transition này, chọn hiệu ứng morph. Đó. Thì khi mà mình khởi động cái ấn phẩm này và chúng ta sẽ có những cái đối tượng này hiện ra, chúng ta nhấn vào đây thì chúng ta đổi tên, các vật thể này sẽ được chuyển động theo cái chiều của morph, đúng không nào? Đó. Nhưng nếu như mà chúng ta không đổi tên và chúng ta cài link cho slide số 3 chẳng hạn, đó, thì chúng ta khi mà chúng ta nhấn vào, đúng không? Đó. Rồi. Đó, thì chúng ta cũng sẽ cần làm sao để thiết lập được cho nó chuẩn, đúng không? Để chúng ta không bị lỗi. Thì chúng ta cứ đổi lại tên cho tất cả các vật phẩm này. Đó, chúng ta cứ đổi lại tên cho các đối tượng này. Ảnh 2. Tiếp tục là chúng ta ảnh 3. Đó. Chúng ta đổi lại tên cho các vật thể này nhé. Và cuối cùng là ảnh 4. Rồi, thì chúng ta sẽ cài đặt link, đúng không nào, cho những cái vật thể này. Đó, link chúng ta chọn sang slide 4. OK. Và ấn phẩm này chúng ta sẽ ấn link cho slide 5. Và các bạn cũng lưu ý giúp mình, khi mình cài link cho các vật thể này thì chúng ta cũng sẽ cần phải cài link cho cái bức ảnh này để nó quay ngược trở lại trong slide số 1. Chúng ta cũng sẽ chọn link này, nhấn vào slide số 1 để khi chúng ta nhấn vào bức ảnh này, nó sẽ link về cái slide số 1 cho chúng ta. Toàn bộ tất cả những hình ảnh phía sau chúng ta sẽ cài đặt link về slide số 1. Và như vậy là phần thiết lập cài đặt của chúng ta đã xong rồi. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm và xem lại một cái ấn phẩm chúng ta có mô phỏng một cái website để chúng ta có một cái phần trình chiếu trở nên thu hút và thú vị hơn nhé. Đó. Với những cái slide nào mà chúng ta chưa cài link thì các bạn đưa con trỏ chuột vào thì nó sẽ không có một cái điểm nhấp hình bàn tay. Nhưng mà với những cái vật thể nào chúng ta đã cài đặt rồi thì chúng ta sẽ có một cái điểm nhấp cụ thể là bằng hình bàn tay này. Chúng ta chỉ việc click chọn vào thôi thì chúng ta sẽ đi đến được cái trang đích, đúng không nào? Và ngược lại, khi mà chúng ta ấn ngược trở lại thì nó sẽ quay trở về cái trang lúc ban đầu để chúng ta có thể tạo ra được một cái slide mang tính trải nghiệm tương tác rất là cao cho người xem. Đó. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng những cái slide như này để giới thiệu về những cái sản phẩm và cũng như là những cái dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp, hoặc là có một cái bài trình chiếu thu hút hơn cho khán giả của mình. Và như vậy là trong video này mình đã từng bước để hướng dẫn các bạn thiết kế mô phỏng một cái mẫu slide dựa trên một cái website là Pinterest, và chúng ta có thể tạo ra được những ấn phẩm thu hút hơn cho cái nội dung trình chiếu của mình. Và nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn like, nhấn subscribe và bình luận để ủng hộ cho các video của kênh Trường PowerPoint nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.